Nghệ tím, nghệ trục, tam ngại, nghệ đen. Chắc hẳn rằng khi mà chúng ta nghe đến những cái tên gọi này thì mọi người cũng đã mường tượng ra đó đều chính là chỉ về cái củ nghệ đen. Tuy nhiên thì ở mỗi cái vùng miền khác nhau thì chúng ta cũng sẽ có những cái tên gọi khác nhau. Vâng, và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nghệ Bà Lan. Và ở trong video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ chia sẻ đến mọi người một số những cái công dụng khác của tinh bột nghệ đen. Thông thường khi mà chúng ta nói về tinh bột nghệ đen á, thường khách hàng chỉ biết là tinh bột nghệ đen có thể giúp hỗ trợ chữa trị căn bệnh đau dạ dày, cũng giống như là tinh bột nghệ đỏ hoặc là tinh bột nghệ đen vậy thôi. Xin lỗi mọi người, giống như là tinh bột nghệ vàng vậy. Tuy nhiên thì cụ thể nó có cái công dụng như thế nào và ngoài ra thì nó có tác dụng gì với những cái bệnh khác của mình hay không thì không ai biết cả. Thì ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói rõ hơn về vấn đề đó. Bắt đầu nhé. Muốn làm ra tinh bột nghệ đen thì chắc hẳn là chúng ta sẽ phải sử dụng củ nghệ đen rồi đúng không? Ở đây thì mình cũng sẽ chia sẻ luôn đó là rất là nhiều khách hàng không biết cái củ nghệ đen nó như thế nào, thì đây là cái củ nghệ đen. Thực sự cái củ này thực sự là chưa có đủ chuẩn để mà mình lấy đâu, có nghĩa không phải củ phải to, nhưng mà dựa theo những cái kiến thức chuyên môn á, thì mọi người sẽ để ý thấy là những cái phần đầu này nè, mình sẽ không bao giờ mình lấy những cái củ này hoặc là mình sẽ phải cắt bỏ ra, tại vì những cái phần đầu này á thực sự khi mình làm nó sẽ không có tinh và nó cũng không có tốt, cho nên là mình sẽ phải chắt lọc rất là kỹ. Và hơn nữa cái mọi người là mọi người sẽ thấy là cái rễ của nó rất là to như thế này. Đây mình sẽ lấy thêm một cái củ cho mọi người thấy, đó là đó, mọi người sẽ thấy là cái củ nghệ này nó cực kỳ to luôn và nó bị dính rễ rồi tùm lum thứ hết, thì mình bắt buộc mình phải gỡ sạch nó ra, mình vệ sinh sạch rồi sau đó mình mới bắt đầu làm thành tinh. Mình sẽ bẻ ra cho mọi người thấy đây, nó ở phía bên trong như thế này đó. Và với những cái cách làm, có nghĩa là mình lấy cái củ nghệ tươi vào đúng không, mình gọt sạch cái phần vỏ này, phần rễ này, sau đó mình rửa sạch rồi mình sẽ gọt luôn cả cái phần vỏ bên ngoài nữa, rồi mình đem đi xay nghiền nhuyễn ra, rồi sau đó mình sẽ đựng vào những cái thau để mà mình hứng nước dầu ở dưới á, nó sẽ bắt đầu trồi lên và sau đó mình sẽ gạt hết toàn bộ để mà mình lấy được cái phần tinh. Nó thì đơn giản và khá là dễ làm đó, nhưng mà nếu như khách hàng nào đã từng sử dụng và thử từng làm tinh bột nghệ, mọi người sẽ thấy cái việc mà làm sao để mình chắc được cái tinh, mình loại được cái cặn và cái dầu là một câu chuyện rất là dài. Và hơn nữa dựa vào những cái kinh nghiệm của mình, và đặc biệt đó là Nghệ Bà Lan thì sẽ luôn có Bà Lan để mà giúp cho mình lọc sạch được những cái cặn đó, nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi sâu hơn về vấn đề đó là những cái tác dụng của tinh bột nghệ đen. Cụ thể ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ ra 5 công dụng khác của tinh bột nghệ đen, ngoại trừ việc đó là chữa đau dạ dày nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có thể sử dụng tinh bột nghệ đen nếu như mà bạn bị đau bụng kinh. Thường thường á, mấy chị em phụ nữ của mình á, bị đau bụng kinh khi tới tháng, có nghĩa là trước hoặc là trong cái thời gian bị tới tháng. Có những người thì cái cơn đau nó không có nhiều, nhưng mà một số người nha, đau quặn, đau lưng và đau một số những cái vùng cơ thể khác, mà cụ thể là cái vùng bụng dưới của mình bị đau quặn và co thắt rất là nhiều. Và khi mà mình bị cái bệnh như vậy á, thì một cách để mà giúp chúng ta có thể hạn chế cái cơn đau nhanh chóng không phải là sử dụng thuốc, mà đó là chúng ta có thể sử dụng ngay một cái ly tinh bột nghệ đen, mình pha với nước ấm thôi, bắt đầu mình uống và mình nghỉ ngơi thì nó đã có thể cải thiện hơn rất là nhiều rồi. Công dụng thứ hai của tinh bột nghệ đen đó là nó có thể giảm được những cái triệu chứng mà chướng bụng đầy hơi. Thông thường á, cái căn bệnh chướng bụng đầy hơi thì có thể đó là do cái cách ăn uống của chúng ta nó không khoa học, hoặc cũng có thể đó là do chúng ta đang bị một cái triệu chứng khác của cái căn bệnh như là ruột kích thích nè, hoặc là viêm đại tràng nè, sỏi thận, sỏi mật. Không chỉ là chướng bụng đầy hơi mà nó có thể gây lên những cái căn bệnh khác cho chúng ta, giống như là thường á, kèm theo những cái chướng bụng đầy hơi nó sẽ là cái cảm giác là bị ợ nè, nôn ói nè, khó chịu, hoặc là cái bụng nó ì ạch, thì chúng ta cũng có thể sử dụng tinh bột nghệ đen đó nha. Tác dụng thứ ba của tinh bột nghệ đen đó là chúng ta có thể hạn chế được một cái số cái căn bệnh phụ nữ thường gặp, mà cụ thể đó chính là rối loạn kinh nguyệt. Thông thường á, cái căn bệnh rối loạn kinh nguyệt này nó sẽ diễn ra vào những cái độ tuổi mà gọi là tiền mãn kinh á, tức là kinh nguyệt nó sẽ không đều này, dễ bị rong kinh nè, dễ bị có nghĩa là không có kinh luôn, mất kinh luôn, hoặc là cái lượng máu kinh của mình nó sẽ bị ảnh hưởng thực tế là về cả lượng
và chất nữa. Thì cái việc mà sử dụng tinh bột nghệ đen tại sao đó là giúp cái căn bệnh này, có nghĩa là nó sẽ giúp thông máu. Cụ thể là nghệ đen là luôn luôn biết đó là có thể giúp thông máu, thì nó sẽ đẻ thông và giúp cho máu của mình nó ra được đều hơn nè, tránh đi những cái lượng máu thì nó bị tắc lại, nó bị đen này kia. Tuy nhiên là nếu như những ai đang gặp cái trường hợp đó là bị rong kinh nha mọi người, rong kinh thì cần phải xem xét lại, và cụ thể đó là có thể liên hệ với mình để mà có thể tư vấn là xem là có thể phù hợp để mà sử dụng hay không, chứ không phải ai bị rong kinh cũng có thể sử dụng tinh bột nghệ đen đâu nha, rất là nguy hiểm, mình lưu ý. Và tất nhiên rồi, không thể nào không kể đến đó là cái công dụng của tinh bột nghệ đen đối với hệ tiêu hóa, đó là nó sẽ giúp cho chúng ta tiêu hóa một cách tốt hơn. Đối với những cái y học phương Tây á, thường người ta sẽ sử dụng cái tinh chất curcumin có trong tinh bột nghệ đen, tại vì tinh curcumin ở trong tinh bột nghệ đen nó sẽ nhiều hơn nghệ vàng, và họ sẽ sử dụng cái tinh chất curcumin đó để mà làm thuốc bổ cho mình. Thường thường á, mọi người sẽ thấy là bên nước ngoài họ sẽ có những cái viên curcumin riêng luôn để mà họ uống bổ sung trực tiếp, chứ không phải là sử dụng tinh bột nghệ như mình. Còn đối với cái y học cổ truyền á, thì chúng ta lại sử dụng nghệ đen theo cách khác, có nghĩa là dựa vào cái vị cay, đắng và tính ôn vốn có của nghệ, thì mọi người thường sẽ là sử dụng cái nghệ đen tươi này, xong đó mình đem sắc ra, mình sắc đem bỏ lên cái nồi mình sắc rồi mình uống. Và một cái số cái khách khác để mà có thể là, tại vì có nghĩa cái việc mà sắc lên nó tốn rất là nhiều thời gian và công sức, cho nên thường mình sẽ sử dụng tinh bột nghệ đen, mình pha chung với lại mật ong và mình uống, thì nó sẽ giảm được cái cảm giác chướng bụng đầy hơi và ăn uống khó tiêu của mình nha mọi người. Và tất nhiên rồi, nếu mà nhắc đến nghệ mà chúng ta không thể nào không kể đến được, đó là cái việc nghệ, đặc biệt là tinh bột nghệ đen, sẽ giúp cho chúng ta có một làn da mịn màng và trắng sáng. Thường á, mình thường hay sử dụng tinh bột nghệ đen đó là mình sẽ uống vào mỗi buổi sáng trước khi ăn khoảng tầm 10 đến 15 phút, thì mình sẽ pha một cái thìa tinh bột nghệ đen chung với lại nước ấm và một ít cam và mật ong, hoặc là mình sẽ bỏ chanh vào, có nghĩa là ít thôi nha, tại vì những ai mà đang bị đau dạ dày á, sử dụng chanh rất là nguy hiểm, nhưng mà những người mà không có bị như mình á, thì mình sẽ sử dụng nó vào mỗi buổi sáng như một cách để mà detox, thanh lọc cơ thể và sẽ giúp cho da của mình đẹp từ bên trong. Và tất nhiên là ngoài cái đẹp từ bên trong đó thì mình cũng sẽ phải sử dụng tinh bột nghệ đen để mà mình đắp mặt. Thường á, mình sẽ đắp mặt tầm khoảng 3 lần một tuần. Và nếu như mà da nào mà kiểu như là da của các bạn mà bị mụn á, bị mụn nhiều nha, mà kiểu như là sao ta, không có phải là da khô quá, thì chúng ta có thể nâng lên khoảng tầm 4-5 lần. Nhưng mà mình sẽ không khuyến khích việc như vậy, tại vì nếu như mà đắp mặt nạ quá nhiều thì da mình sẽ bị khô. Cái đó là mình nhắc trước với mọi người. Và khi mà chúng ta sử dụng như vậy, mọi người có thể thấy nha, sau một thời gian cái da của mình, đặc biệt là cái lỗ chân lông, nó sẽ được xa khít đi, và hơn nữa đó là cái mụn của mình, đặc biệt là cái nhân mụn, thì nó cũng sẽ được khô cồi, và sau đó thì mình chỉ cần khẩy lên là được thôi. Và tất nhiên đây, mình sẽ giới thiệu đến mọi người nhân vật chính trong cái video ngày hôm nay, đó là chính là tinh bột nghệ đen. Mình sẽ chú thích với mọi người một lần nữa, tinh bột nghệ đen nó sẽ có cái màu trắng như thế này, chứ nó không có cái màu xám, màu xám hơi đen đó mọi người. Màu xám hơi đen thì nó sẽ xuất hiện tại vì các bạn sử dụng cái củ nghệ đen á, xong mình cắt ra rồi mình đem xay thì nó sẽ ra cái màu đó. Cái đó là gọi là bột nghệ bình thường thôi, và nó sẽ còn chứa dầu, rất là nhiều dầu và cặn, và nếu như mà sử dụng một thời gian nha, không đúng cách, thì chúng ta sẽ gây lên rất là nhiều những căn bệnh khác, ví dụ như bệnh xơ nè, rồi bị sỏi vân vân, rất là nhiều. Thì mọi người cần phải lưu ý về vấn đề đó. Còn nếu mà muốn được tư vấn nhiều hơn hoặc là đặt mua tinh bột nghệ đen, thì mọi người đừng quên truy cập ngay vào link phía dưới, hoặc là gọi ngay đến số hotline 0949 483 179 để mà được vấn tư vấn nhé. Bye bye.